Ok, xin chào toàn thể anh em đam mê VCV trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào anh nhé, đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Thì hôm nay em xin được review gửi tới anh em đam mê VCV hai mẫu cây củi này cho anh em tham khảo. Rồi, và trước khi đi giới thiệu sản phẩm bên em thì em nói qua phương thức giao dịch bán hàng bên em nhé. Thứ nhất là em nhận ship chơi đây, đồng kiểm cho anh em mọi miền Tổ quốc. Anh em được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì anh em nhận, còn không đúng hàng, không đúng sản phẩm thì anh em trả lại. Còn gửi xe, bên em sẽ nhận lắp ráp nguyên khẩu như này nha, gửi xe cho anh em quốc lộ 1A và từ Bắc vào Nam. Rồi, đầu tiên cây củi này, cây củi đầu tiên là côn đô thẳng dài cho anh em nhé. Và cây củi này đầu tiên em lắp vào bình nhôm đít bằng, đã sơn alót trong ngoài 0,45. Còn van em lắp vào van cờ đít két đồng hồ xám loại 1 nhé. Và combo khung có ruột, tay cầm gỗ hai mảnh nhé. Khung em lắp vào khung tròn thẳng dài cho anh em nhé. Quy em lắp vào quy đồng. Bác có thích thay quy nhựa thì alo bên em thay quy nhựa cho anh em. Dám em lắp vào dám bút leo cho anh em nhé. Kính em lắp vào kính Disco VD VTR 3-12x40 AOE. Cành em lắp vào cành Nota Visor tem vàng cho anh em. Thì báo giá công khai một con y hình như này nhé là 6 triệu đồng bao ship cho anh em và tặng kèm anh em một ổ kẹo đánh nhanh tắt củi. Rồi, và tiếp theo là cây thứ hai là côn đô talon cho anh em, côn đô thẳng talon nhé. Rồi, và cây củi này em mang nắp vào bình nhôm đít bằng, đã sơn alót trong ngoài 0,35 nhé. Còn van em nắp vào van super well cho anh em nhé. Và combo khung của ruột, tay cầm nhựa hai mảnh cho anh em. Khung em lắp khung vuông talon cho anh em nhé. Và khung đời mới bên em nhé. Quy em lắp vào quy đồng. Bác có thích thay quy nhựa thì alo bên em thay quy nhựa. Giảm em lắp vào giảm Anifox nhé. Còn kính em lắp vào kính Disco VD VTR 3-9x40 AC nhé. Và có vỉ cải đạn cho anh em, có cả đèn bắn ban đêm, đèn hồng tâm luôn nhé. Cành cây là em lắp vào cành Nota Visor cho anh em nhé. Thì báo giá công khai một con y hình như này nhé là 5.100.000 bao ship cho anh em và tặng kèm anh em một hộp kẹo. Rồi, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Chào, thì mỗi người cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của em.